Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Bình Phước. Chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và luật đất đai sửa đổi. Nhờ làm tốt công tác tư vấn giới thiệu, Bình Phước đã giải quyết việc làm cho trên 39.300 lao động trong 10 tháng năm 2023. Báo Bình Phước điện tử được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn, thông thoáng hơn và tiện lợi hơn cho độc giả theo dõi kịp thời tin tức. Tăng diện tích ồ ạt, ngành sầu riêng đối mặt với vấn đề cung vượt xa cầu. Thưa quý vị, như vậy kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung của tuần thứ nhất với nhiều nội dung được cử tri quan tâm. Trong đó đáng chú ý là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Ngoài ra, trong tuần qua, Quốc hội cũng đã thảo luận cho ý kiến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật căn cước, luật viễn thông sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi. Ngày mai, Quốc hội sẽ bước sang tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, một trong những nội dung được cử tri quan tâm đó là thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi, Quốc hội đã cho ý kiến 2 lần tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức họp nhiều lần để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và đã được đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Về cơ bản, dự án luật đã được điều chỉnh bổ sung và ngày càng hoàn thiện hơn. Nhiều nội dung khó, mới, phức tạp, từng bước được xác định cụ thể. Tuy nhiên, hiện dự án luật vẫn còn một số nội dung, vấn đề quan trọng chưa được thống nhất, vẫn còn hai phương án để các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhờ làm tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đến nay Bình Phước đã xấp xỉ đạt chỉ tiêu giải quyết việc làm trong năm 2023, góp phần tích cực trong ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và đảm bảo đời sống người lao động. Trong tháng 10, tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 968 lao động, thu hút lao động ngoài tỉnh được 550 người, tìm việc và giới thiệu việc làm học nghề cho 677 người. Lũy kế 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 39.374 lao động, đạt 98% kế hoạch năm, thu hút lao động ngoài tỉnh 6.532 lao động, đạt 65,3% kế hoạch. Các trung tâm dịch vụ việc làm trong tỉnh cũng đã tư vấn đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm học nghề cho 12.353 lao động. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 157 người. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo nghề cho 7.335 người, đạt 73% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước thực hiện đạt gần 65%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đạt 3%. Thời gian tới, Bình Phước tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng lao động, đẩy mạnh công tác thông tin dự báo thị trường lao động và xây dựng các giải pháp cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, sau 2 năm triển khai đã có 100% cơ sở mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tham gia thực hiện chuyên đề. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 245 cơ sở mầm non thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đạt tỷ lệ 92,1%. Trong đó, trường công lập và trường ngoài công lập thực hiện chuyên đề đạt tỷ lệ 100%. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập đạt tỷ lệ 79%. Tại một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, tuy còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng đã nỗ lực triển khai thực hiện chuyên đề.
Nhờ đó đã có nhiều mô hình đổi mới sáng tạo để giáo dục cho trẻ em như trường mầm non xanh, trường học hạnh phúc, vườn rau Việt Gáp, không gian sáng tạo, bữa ăn thân thiện, lớp học yêu thương, ươm mầm hạnh phúc. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, qua 2 năm triển khai thực hiện, kết quả nổi bật nhất của chuyên đề là trẻ em thực sự được trở thành trung tâm trong mọi hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non. Các cơ sở mầm non đã có nhiều thay đổi tích cực, mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục với gia đình và cộng đồng ngày càng được tăng cường. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có bước phát triển mạnh, được đông đảo nhân dân ủng hộ tham gia. Những hiệu quả tích cực từ phong trào đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên phối hợp với các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Khảo sát xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn. Hiện nay, trong cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục có 48 mô hình được xây dựng với nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu. Ngoài ra, một số khu nhà trọ cũng đã xây dựng được mô hình tự quản về an ninh trật tự, động viên nhau tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn sinh sống. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả nhằm phát huy trách nhiệm nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tại huyện Bù Gia Mập, sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước lần thứ 5 năm 2023. Tham dự cuộc thi có 3 đội đến từ các trường Trung học cơ sở Đa Kia, Trung học cơ sở Đắc Ơ và trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt. Các đội trải qua 4 phần thi gồm khởi động Ai nhanh tay hơn, giải mã di sản và phần thi Em là thuyết minh viên. Nội dung thi chủ yếu tìm hiểu về các di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa tiêu biểu, bản sắc con người Bình Phước. Cuộc thi nhằm giúp cho các em học sinh và người dân hiểu thêm về lịch sử, vùng đất, con người, di sản văn hóa tỉnh Bình Phước. Qua đó, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Bình Phước. Vòng sơ khảo cuộc thi Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước được diễn ra từ ngày 22 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 tại ba huyện Bù Đốp, Phước Long và Bù Gia Mập. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại thị xã Phước Long. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 4 năm hợp nhất và đi vào hoạt động, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV đã ra mắt giao diện mới của Báo Điện tử Bình Phước. Và trong lần đổi mới này thì Báo Bình Phước Điện tử được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn, thông thoáng hơn và tiện lợi hơn cho độc giả theo dõi kịp thời tin tức, nắm bắt nhanh những vấn đề chính, thưởng thức đa dạng những câu chuyện thú vị và dễ dàng tương tác với các nội dung mà bạn đọc quan tâm. Tháng 9 năm 2009, Báo Bình Phước Điện tử lần đầu ra mắt hoạt động dưới tên miền báobinhphuoc.com.vn với mục tiêu đưa thông tin, hình ảnh về quê hương Bình Phước đến với bạn đọc trong nước và thế giới. Sau giai đoạn hợp nhất, hòa chung dòng chảy chuyển đổi số, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Báo Bình Phước Điện tử chính thức chuyển sang giao diện mới trên địa chỉ quen thuộc báobinhphuoc.com.vn. Cấu trúc trang web hướng tới sự thuận tiện, dễ hiểu, đáp ứng nhu cầu thông tin hàng ngày của độc giả và sự phát triển không ngừng của các thiết bị công nghệ số. Trên đà những thành quả đang có và nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, sau 4 năm hợp nhất, Báo Bình Phước Điện tử lại tiếp tục đổi mới giao diện để phục vụ bạn đọc tốt hơn, vẫn kế thừa bản sắc cũ, nhưng bổ sung giá trị mới phù hợp hơn với độc giả báo điện tử hiện nay. Ba giá trị cốt lõi trong nội dung cũng như thiết kế giao diện mới của Báo Bình Phước Điện tử: chuẩn mực, hiện đại, thân thiện. Tính chuẩn mực được thể hiện qua sử dụng phông chữ có chân, tương tự các báo uy tín trong nước và trên thế giới, có chữ to, rõ ràng, gam màu sang trọng, chủ đạo là đỏ, trắng và xanh dương. Đặc biệt, sự chuẩn mực còn nằm ở từng khối để bạn đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin mà mình quan tâm. Tính hiện đại là giá trị quan trọng mà báo hướng tới. Giao diện mới của Báo Bình Phước Điện tử theo ngôn ngữ thiết kế mở, nhiều lựa chọn cho nội dung. Trong lần thay đổi mới này, Báo Bình Phước Điện tử cũng đã bổ sung thêm chuyên mục Đừng bỏ lỡ với những video dưới dạng short có thời lượng dưới 60 giây
như cách mà độc giả đang xem trên TikTok, YouTube. Việc tạo những nội dung ngắn, sáng tạo, hiện đại sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong việc thu hút và duy trì sự chú ý của khán giả. Thân thiện là giá trị thứ ba mà báo hướng tới khi xây dựng giao diện mới. Sự thân thiện thể hiện qua giao diện bài viết, thiết kế thoáng, tít to, ảnh to, chữ to. Trong phiên bản mới, báo Bình Phước Điện tử cũng bổ sung chức năng tăng giảm sai cho từng chữ, tin, bài nhằm cá nhân hóa tối đa cho độc giả. Với những giá trị này, báo Bình Phước đang hướng tới những đối tượng công chúng đa dạng hơn về độ tuổi, nghề nghiệp, sở thích và bắt kịp với xu hướng. Trân trọng kính mời công chúng trải nghiệm ngôi nhà mới của chúng tôi và có những ý kiến góp ý. Chúng tôi luôn tiếp nhận cầu thị, nỗ lực hoàn thiện mình vì chúng tôi là BBTV. BBTV vì bạn mỗi ngày. Thưa quý vị, hiện đang là cuối mùa mưa, nông dân các tỉnh phía Nam, trong đó có Bình Phước đang tranh thủ xuống giống cây trồng, trong đó có các loại cây ăn trái. Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì diện tích cây sầu riêng đang tăng mạnh. Và liên tục trong thời gian qua thì các ngành chức năng đã khuyến cáo người dân là không phát triển ồ ạt loại cây trồng khó tính này, đề nghị các địa phương vào cuộc mạnh mẽ để người dân giữ vững diện tích sầu riêng hiện có để đầu tư chăm sóc đảm bảo quy chuẩn của các nước nhập khẩu. Nhưng diện tích cây sầu riêng vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn phát triển nóng hơn. Số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố, hiện cả nước có 131.000 hecta sầu riêng. Theo phân tích đánh giá, mỗi năm, diện tích cây trồng này tăng bình quân 24,5%, mức tăng trưởng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực. Trong đó, Tây Nguyên nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với diện tích sầu riêng gần 70.000 hecta. Tiếp đến là đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Duyên Hải miền Trung. Còn theo số liệu từ Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Phước, toàn tỉnh hiện có khoảng 5.300 hecta sầu riêng. Với ước tính sản lượng toàn vụ khoảng 23.575 tấn, tăng 108% so với năm 2022. Thưa quý vị, các chuyên gia lo ngại tình trạng người dân ở một số tỉnh thành phía Nam đổ xô trồng sầu riêng có thể dẫn đến hậu quả phá vỡ quy hoạch, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cung vượt xa cầu. Vâng, thưa quý vị, nếu so sánh diện tích cây sầu riêng của tỉnh Bình Phước thì năm 2021 là 3.438 hecta, đến năm 2022 là 4.802 hecta và tính đến tháng 9 năm 2023 là 5.300 hecta. Diện tích tăng kéo theo sản lượng trái sầu riêng cũng tăng theo, với khoảng 5.000 tấn mỗi năm, một con số đáng phải quan tâm bởi liên quan đến yếu tố thị trường tiêu thụ trong thời gian tới. Về vấn đề phát triển cây sầu riêng và vai trò quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp đã được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn tại kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa 10 diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Từ thực trạng thị trường tiêu thụ, các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi dành cho ngành nông nghiệp phát triển nông thôn về giải pháp để cây sầu riêng Bình Phước phát triển bền vững, để trái sầu riêng có thể cạnh tranh được trên thị trường xuất khẩu, đồng thời mong muốn ngành nông nghiệp có giải pháp chủ động tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh liên quan đến chiến lược phát triển cây sầu riêng. Thưa quý vị, nếu như cây điều được ví là cây xóa đói giảm nghèo, thì cây sầu riêng lại được xem là cây làm giàu cho nhiều nông hộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng vì muốn làm giàu từ loài các trái cây vua này mà nhiều nông dân đã mạo hiểm cưa điều, cà phê, cao su đang cho thu hoạch để trồng sầu riêng. Để rồi, giàu đâu chưa hay, chỉ thấy buồn, bực, bức xúc với chuyện thương lái đặt cọc rồi bỏ cọc và trạng thái hồi hộp, đứng tim như ngồi trên đống lửa luôn hiện hữu khi giá cả nay thế này, mai thế khác. Vâng, thưa quý vị, ngành nông nghiệp Bình Phước cũng đã khuyến cáo người dân không nên chạy theo phong trào ồ ạt trồng sầu riêng, vì đây là loại cây trồng đòi hỏi chuyên môn cao trong tất cả các khâu, từ trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản. Sầu riêng thì rất nhạy cảm với thời tiết, sâu bệnh, việc điều trị khi bị nhiễm bệnh rất khó và chi phí rất cao. Theo quy hoạch vùng trồng sầu riêng trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp Bình Phước sẽ tăng cường thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nghị định thư đã ký kết, xây dựng phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tìm kiếm nhiều thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tránh phụ thuộc một thị trường xuất khẩu và Trung Quốc như hiện nay.
Chúng tôi xin được nhắc lại là Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhiều lần cảnh báo việc tăng diện tích cây sầu riêng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát, theo phong trào, không theo định hướng, có thể dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt quá cầu, dội chợ. Nghiêm trọng hơn là tại các vùng trồng không phù hợp như là nhiễm phèn, vùng không chủ động được nước tưới tiêu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất và chất lượng sầu riêng của Việt Nam. Được biết thì từ khi trồng đến khi thu hoạch thì người nông dân phải mất tới 5 năm để chăm sóc với mỗi hecta hàng trăm triệu đồng. Vì thế, các nông hộ cần nghiên cứu kỹ càng để tránh tình trạng sau này lại phải khốn khổ với việc cung vượt cầu hay là được mùa rớt giá. Bài học của việc phát triển nóng cây hồ tiêu không theo quy hoạch, bất chấp thổ nhưỡng, nguồn nước và sự cảnh báo của ngành chức năng, chắc hẳn vẫn còn in đậm trong nhiều nông hộ ở Bình Phước, dẫn đến sâu bệnh hại rồi giá cả giảm sâu, sau đó là phá bỏ hàng loạt là những kinh nghiệm xương máu. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục nhắc lại để các hộ dân một lần nữa nhìn nhận, suy nghĩ kỹ trước khi mà quyết định đầu tư vào cây trồng tiền tỷ là sầu riêng vào giai đoạn này. Đừng để sầu riêng thành sầu chung.